Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, phần 55, chương 10, những dòng sáng mới về đức thương yêu. Thánh nữ đã viết chương này kính đệ mẹ đáng kính Maria de Gonzago. Thưa mẹ đáng kính, Thiên Chúa đã cho con hiểu thấu đáo những nét thẩm sâu nhiệm màu của đức thương yêu. Nếu con có tài mà nói hết những ý hội này, hẳn mẹ sẽ nghe như một điệu nhạc rất vui, rất dịu, rất thánh thót tự nhiên, đàng vang dội xuống. Nhưng đáng tiếc, con chỉ biết bập bẹ như trẻ nít, và nếu không được dựa vào những lời Chúa phán để làm đà cho dễ nói, có lẽ xin phép mẹ cho con thôi không nói nữa. Khi suy lời Chúa phán, ai xin cũng cứ cho, ai lấy của vật gì cũng đừng đòi lại. Con hiểu lời ấy, chẳng những Chúa nói về của cải thế gian, còn ngụ ý chỉ của thiêng liêng nữa. Mà trong hai thứ đó, con chẳng có quyền sở hữu của nào hết. Của thế gian con đã từ bỏ khi khấn đức khó khăn. Của thiêng liêng là của Chúa cho vay mượn, con chẳng có phép phàn nàn tiếc sót một khi Chúa đòi lại. Song le, những tư tưởng sâu sắc tự mình nghĩ ra, những lý lẽ khôn ngoan tự trí óc suy luận, những tâm tình cao thượng của trái tim sáng như đuốc, thì tất cả là như kho của quý giá mà người ta thận trọng giữ gìn như một tư sản. Cái tư sản ấy dĩ nhiên là bất khả xâm phạm. Thí dụ như con tỏ cho chị nào một tư tưởng con suy luận được trong giờ nguyện ngẫm, chị ấy lại đem khoe cái tư tưởng ấy với các chị khác như thể mình nghĩ ra được. Làm thế há chẳng là chiếm đoạt của con sao? Hay đương giờ giải trí, một chị nói thầm với chị kia một câu nói hay và lý thú. Thế rồi gặp dịp, chị này cứ nói lại cái câu hay và lý thú ấy cho nhiều người nghe, nói mà không tuyên bố tác giả câu nói. Cái đó cũng bị coi như một hành động xâm lăng của người khác. Mặc dầu người ta không nói ra ngay, nhưng không khỏi ngứa miệng muốn nói, và rồi người ta sẽ biết khéo léo tìm dịp để làm lại cho ai đấy hiểu cái câu nói lý thú ấy là câu mình đã nghĩ ra trước hết. Thưa mẹ, giá mà chính con đã không trải qua những tính tình buồn bực đó, có lẽ con không thể nói được tỉ mỉ đến thế. Và nếu mẹ không truyền cho con phải học hiểu rõ rệt những tâm tình tính nết các chị nhà tập, hẳn là con sẽ nhất thiết cho mình rằng chỉ có con mới có những tính tình lặt vặt ấy. Trong hồi con vâng lời mẹ giúp đỡ cho chị em nhà tập, con học hiểu thêm được nhiều lắm. Nhất là con phải ép mình gióng giả, che tay làm những việc con bảo chị em làm. Vâng, nay con có thể nói con đã được ơn biết dửng dưng với tất cả những điều mà trí khôn con nghĩ ra hay tâm hồn con cảm thấy, cũng như dửng dưng với những của phù vân thế tục. Nếu con nói hay nghĩ được điều gì mà chị em thích và nhận vớ lấy như của riêng mình, con cũng thản nhiên như không. Cái điều nghĩ hay đó chẳng phải của con, một là của Chúa Thánh Thần, vì Thánh Phaolô đã quyết rằng: không có ơn Đức Chúa Thánh Thần, dù gọi Thiên Chúa là Cha, ta cũng không có thể. Chúa Thánh Thần được tự do, thong dong dùng con mà tỏ tư tưởng cho kẻ khác. Con lấy lý gì mà cho rằng tư tưởng ấy là tư tưởng của con? Vả lại lâu nay con vẫn hiểu rằng nếu con không nên coi thường những tư tưởng tốt đẹp, thường hay có sức đưa người ta lên gần Chúa, con cũng phải cầm mình, đừng quá căn cứ vào những tư tưởng ấy. Bởi vì tư tưởng dù rất cao, rất giỏi, nếu không thực hành cũng chẳng ăn thua. Sự thực, những linh hồn biết tư tưởng cao sâu, rất có lợi. Nếu biết tỏ lòng khiêm nhượng đội ơn Chúa đã thương cho kẻ mình được dự phần cả sáng trong tiệc riêng của những kẻ Chúa chọn. Nhưng chỉ biết lấy thế làm tự mãn tự túc, rồi mở miệng cầu xin như người Pha-ri-sêu, thì có chi khác con người phú hộ chịu nằm chết đói trước những mâm cỗ cao lương mỹ vị của mình đã dọn ra thết khách. Khách ăn uống no nê, ngon lành, vui vẻ. Có lẽ với con, mắt thèm thuồng, khách còn phen bì cái cơ nghiệp to lớn của nhà mình là khác. Than ôi, chỉ có Chúa mới thấu suốt lòng người ta. Người ta thiển cận lắm, vừa thấy ai được giỏi giang, được nhân đức hơn mình, đã vội kết luận ngay là Chúa yêu người hơn yêu mình.
sao không nghĩ rằng Chúa có quyền dùng người con này để phân phát các sự cần dùng cho các con khác của người? Trong thời đại thượng cổ, thời vua Pharaoh, Chúa đã thi hành cái quyền lợi dụng ấy. Vì thấy chép trong Kinh Thánh, lời Chúa phán cùng vua Pharaoh rằng: Ta đã tâng ngươi lên chỉ để làm vẻ vang lừng lẫy quyền phép ta và để danh ta đồn thổi đi tứ phía. Từ khi đấng cao cả tuyên bố lời ấy, đã có biết bao nhiêu ngàn đời kế tiếp mà thái độ Chúa vẫn không thay đổi. Người vẫn chọn trong thế gian một số người để giúp người hoạt động nơi các linh hồn.